Mỗi buổi chiều, tàu của ông Trịnh Văn Bảy ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau lại bắt đầu một chuyến câu mực mé. Ngư trường của ông chỉ cách bờ khoảng 3 hải lý. Khi bóng hòn đá bạc chìm trong màn đêm, cũng là lúc tàu ông Bảy lên đèn. Cả ngư trường rộng rực hẳn khi hàng trăm tàu khác cũng bắt đầu nhập cuộc. Dưới bóng tối của biển đêm, những bóng đèn cao áp là phương tiện hữu hiệu nhất để thu hút tôm cá đến quanh thuyền. Năm ngư phủ chia nhau trấn giữ ở đầu và cuối mũi tàu của ông Bảy. Dù còn trẻ, nhưng cả hai anh em Hên và Quá đều là những thợ câu lành nghề. Không biết có phải vì cái tên đã chứa đựng cả sự may mắn, nên câu của hai anh em liên tục chiến mực. Mực ăn thì đọc câu hơi dịp nhịp thôi, hay là nó dùng dây như thế nào đó rồi mình có biết rồi mình kéo nè. Em đi biển bao lâu rồi? Em đi năm nay 22 tuổi, đi trên 6 năm. Cách câu mực mẻ cũng khá đặc biệt. Từng câu là những thân trúc mảnh tay được mua tại địa phương. Ống câu được làm bằng nhựa, cuốn thêm hàng trăm mét cước. Mồi là con tôm giả, màu sắc sặc sỡ, phía đuôi gắn thêm những chùm lưỡi câu. Dưới ánh sáng đèn, tôm giả sẽ phản quang, thu hút mực bắt mồi. Người đi câu phải luôn tay nhấp nháy cần để kéo lên thuyền, mà theo tiếng địa phương gọi là bạc mực. Đối với những tàu câu gần bờ, mực ống và mực nan là hai sản phẩm chủ yếu của vùng biển Tây Nam. Mình câu thì cái lưỡi câu lưỡi dài cũng dài, tức là nó cũng thẳng theo cái độ của mình cầm vậy á. Còn nếu nó ăn là nó dịch mảnh xuống là nó nặng hơn thường ngày, như nó chưa có mực ăn mình á, ăn mệt vậy. Tay mình lúc phải kéo như thế nào cũng cầm điều này mình cái kéo điều to trong mình lúc nào cũng dây nó thẳng ra, nếu nó không thẳng nó dùng để là con mực với sẽ sảy. Nó được từ khổ là chỉ là thức đêm thôi, thức quen mới thức rồi. Lại một đêm thất thu khi các ngư phủ chỉ câu được một ít mực ống nhỏ, bù lại là nồi cháo mực nóng hổi được bày ra trên khoang tàu. Là chủ nên ông Trịnh Văn Bảy không phải tham gia câu mực. Trầm ngâm nhìn biển ơi, ông cho biết vùng biển bãi bồi của Cà Mau trước đây tôm cá rất nhiều, nhưng nay nguồn lợi không còn phong phú như trước. Đến giờ đó thấy càng ngày càng thấy giảm rồi, đi coi coi còn cái khó ghe cộ và đông quá rồi càng ngày càng dầu mỡ nó cũng cao nữa rồi, mình cũng chi phí nó cũng cao rồi, mình cũng không lại rồi đó. Nước đứng, những cành câu được thu dọn gọn, nhường chỗ cho mẻ lưới cuối cùng. Dài cái mực lượn lờ tìm đường thoát thân trước khi dòng dây khép chặt. Bình minh lên cũng là lúc tàu câu mực tấp nập vào cửa biển Đá Bạc. Chuyến biển đêm qua, tàu của ông Bảy chỉ đủ chi phí mua dầu. Toàn tỉnh Cà Mau hiện có gần 5.000 phương tiện khai thác biển, trong đó có trên 1.000 phương tiện có công suất dưới 20 cv, chủ yếu khai thác trên bờ. Nhiều tàu sử dụng xung điện cào giả khiến vùng biển bãi bồi ngày càng cạn kiệt. Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã thực hiện nhiều giải pháp khôi phục nguồn lợi thủy sản, nhưng hiệu quả đạt được chưa cao. Cái nghèo khiến những người dân phải dựa vào nguồn tài nguyên biển ven bờ để mưu sinh. Thực tế này đòi hỏi tỉnh Cà Mau cần có giải pháp tuyên truyền hợp lý, giúp người dân hiểu rõ mối quan hệ giữa khai thác và bảo vệ. Cuộc sống của hàng ngàn hộ dân bám biển sẽ như thế nào nếu việc khai thác nguồn lợi thủy sản quá mức vẫn tiếp tục diễn ra như hiện nay?